Kính chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh Viết Phú. Thì hôm nay em cũng xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú một cái mã đồng hồ khác, là một sản phẩm của Orient. Trước mặt anh chị cô chú là hai mẫu Orient và một cái sản phẩm Seiko 5 Sport Made in Japan. Tất cả các sản phẩm này đều Made in Japan và thuốc bổ thận tráng dương hỗ trợ cho cái bổ thận tráng dương của một số khách có đặt ở Việt Nam. Đây là sản phẩm Made in Japan có date tới tận 2024. Quý vị có thể tha hồ dùng. Một cái lọ này thì là 30 ngày và dùng 120 viên nha quý vị nhé, một ngày 4 viên, có thể quý vị có thể dùng được 30 ngày và sau 2 đến 3 hộp thì quý vị có thể thấy được cái sự khác biệt. Đây là một sản phẩm nó phổ thông nhất tại Nhật Bản, giá nó hợp lý và nhiều người sử dụng và có hiệu quả tốt. Hàu thì được đánh bắt ở bờ biển Hiroshima, trong những loại hàu có tính chất cao nhất tại Nhật Bản. Thì Viết Phú, số điện thoại Zalo của em là số điện thoại đầu số cộng 81 của Nhật Bản. Em đang ở Nhật Bản nha quý vị nhé. Số điện thoại Zalo duy nhất của em là cộng 81 080 68 17 39 70. Quý vị khi tìm Zalo thì quý vị lưu ý là chọn cái đầu số cộng 81 của Nhật Bản giúp em nhé. Đi vào cái sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay là cái Orient này, thì nó có đi kèm cùng với cái lời cảm ơn của nhà sản xuất bán hàng, thank you very much, thank you very good. Đấy, thì đây là cái sản phẩm Orient của chúng ta ngày hôm nay, một cái sản phẩm rất là đẹp. Đấy, thì được trong một cái hộp nó khá là khác so với những cái sản phẩm lần khác các em đã đăng lên. Đây là một cái sản phẩm Orient có mã là đồng hồ Orient Macro 3 nha quý vị nhé. Thì Macro 3 là một cái dòng sản phẩm rất là nổi tiếng của Orient ở Việt Nam cũng như là ở trên thị trường quốc tế. Thì mã chi tiết của nó là RA AA00003R19B. Đấy, thì sản phẩm này thì có nền đỏ bên trong rất là đẹp, và cái dòng Macro 3 này thì nó có một cái đặc biệt hơn là mặt kính của nó là mặt sapphire nha quý vị, chống xước sapphire. Thì ngoài ra thì nó chống nước bình thường, chống nước thì đối với sản phẩm này thì em sẽ đi vào chi tiết. Tuy nhiên thì em đầu tiên em xin giới thiệu về cái sản phẩm nó là như vậy. Ở đây thì có đi kèm theo là cái hướng dẫn sử dụng cộng với cái các cái thông tin của cái sản phẩm ở trong cái bì thư mà nhà sản xuất gửi kèm. Đây thì có gửi ở từ Tokyo, Japan nha quý vị nhé. Đấy, Important Notice và Invoice. Đây thì đi kèm là cái warranty, là cái phiếu bảo hành. Cái này thì chỉ áp dụng cho thị trường Japan, valid only in Japan. Cái ngày mua là ngày hôm nay luôn, 4 tháng 5 năm 2021, là vừa mua tức thì về, là em đăng lên thông báo cho quý vị anh chị cô chú để cùng lựa chọn và xem chọn cho mình một mẫu đồng hồ made in Japan và có giá hợp lý cho quý vị nhé. Ngoài ra thì có cái logo và cái hướng dẫn sử dụng instruction cũng như là cái thông tin về hãng Orient. Tất nhiên là vẫn có Epson Seiko của hãng cái hãng sản xuất của group là Seiko Epson, nó làm ra đồng hồ Seiko, đồng hồ Orient. Và những cái tài liệu này thì được in tại Trung Quốc hết nhé, không không có in tại Nhật Bản vì nhiều lý do chi phí là chúng ta có thể dễ hiểu được. Và về đồng hồ thì là 100% made in Japan. Đấy, Macro 3 nha quý vị nhé. À, đầu tiên là kích thước của nó. Kích thước của nó là một cái sản phẩm có kích thước 41 mm. Đấy, thì về cái mặt bên ngoài, kể cả cái núm này thì nó là 44 mm. Theo như cái thông số niêm yết là cái bề mặt to nhất là 44 mm. Và cái mặt đường kính tròn nó là 41 mm nha quý vị. Em để xuống đây. Đây, quý vị có thể thấy được là cả núm là 44 mm. Đấy. Còn cái đường kính tròn là 42 mm, gần 42 mm. Về kích thước dày của nó, độ dày là 13 mm nha quý vị nhá. Sản phẩm này là một cái sản phẩm có mặt kính bằng sapphire trên các cái giờ và kim phút giây, cũng như là kim giờ phút giây cũng như các cái giờ, thì có đính đá cảm ứng là phản quang, và quý vị có thể là xem giờ vào đêm một cách thoải mái. Sản phẩm này thì có máy automatic và hỗ trợ lên cót bằng tay.
có logo Orient và cái nền đỏ rất là đẹp ở giữa. Và sản phẩm này thì có mức chống nước ở mức 200 m độ sâu, quý vị có thể là bơi lặn thoải mái, để đồng hồ ngâm nước thoải mái. Tuy nhiên thì các cái hoạt động mạnh về nước thì cái đấy thì trên cái sản phẩm cũng không có thông báo cụ thể. Tuy nhiên thì họ có thể ghi là họ ghi là có thể là bơi lội hoặc là lặn, trong những cái hoạt động về thông thường rất là ok. Ở phía sau này, phía sau thì em sẽ gỡ cái. Ở phía sau của sản phẩm này thì nó không phải là một sản phẩm có thể nhìn thấy cơ phía sau. Tuy nhiên thì nó có một số thông tin của cái nhà sản xuất, đây là Epson. Và cái này thì có nó ghi là ở đây thì là thép không gỉ, stainless steel đó. Water resistance là 23, tương đương với 200 m độ sâu. Hay mua của mình Japan. Thì đây là một cái sản phẩm này, là ở đây có kính sapphire nha quý vị nha. Cái này là một sản phẩm rất là đẹp, có thể là đây, rất là nhiều khách hỏi về cái đồng hồ Marco 3 này của Orient này. Thì đây là một cái sản phẩm của một anh khách có đặt ở bên em. Giá niêm yết của sản phẩm này bên này thì nó cũng khá là cao, tận tầm 6 7 triệu, nhiều tùy tùy mã. Đối với sản phẩm này nó hơn hơn 6 triệu, 6,5 triệu chưa thuế và chưa bao gồm cước vận chuyển. Nó là giá niêm yết tại Nhật Bản quý vị nhé. Khi mà quý vị mua hàng bên em thì cái sản phẩm này về đến Việt Nam là 5,9 triệu Việt Nam đồng, đã bao gồm cước phí vận chuyển. Em xin nhắc lại là đã bao gồm cước phí vận chuyển là 5,9 triệu Việt Nam đồng nha quý vị nhé. Đây có ghi là Sapphire Crystal, đá Sapphire Crystal nha quý vị, chấm xước. Đấy thì sản phẩm này em xin giới thiệu đến quý vị, đấy là cái sản phẩm đồng hồ Marco 3 Orient Sapphire chống nước và automatic. Đấy thì giá sản phẩm là 5,9 triệu về đến Việt Nam. Thì, ngoài ra quý vị có thể tham khảo thêm nhiều cái mã đồng hồ khác ở cái trang Facebook em có để ở dưới mô tả video và tràn vào trong video, cho quý vị cùng cùng có thể là tham khảo và chọn cho mình mã đồng hồ giảm giá em có cập nhật thường xuyên. Rồi thì em xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại ở trong các cái video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.